Đây là thời điểm lực lượng chức năng đang khám xét chỗ ở của một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Không chỉ có giấy tờ sổ đỏ được cầm cố, lực lượng chức năng còn tìm thấy cả đao kiếm tại nơi này. Ngày 9 tháng 10 năm 2019, đại diện lãnh đạo công an thành phố Đồng Xoài cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tuân 29 tuổi, Trần Ngọc Khương 30 tuổi, Trần Đức Tuân 29 tuổi, Đỗ Đức Thiệp 27 tuổi và Trần Văn Sơn 29 tuổi. Tất cả nhóm này đều có quê tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và cùng đang bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, khoảng cuối tháng 9 năm 2019, khi Trần Ngọc Khương và Trần Đăng Khoa đang nhận tiền gốc và lãi của người vay trong một quán cà phê thì bị công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang. Qua đấu tranh mở rộng, các nghi can đã khai nhận với các thành viên còn lại trong nhóm tín dụng đen. Khám xét nơi ở của băng nhóm này, công an đã phát hiện rất nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen, ngoài ra còn có cả dao kiếm và vũ khí thô sơ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được, từ số vốn ban đầu cho vay khoảng 700 triệu đồng, sau hơn một năm hoạt động, số vốn của nhóm tín dụng đen này đã tăng lên hơn 5 tỷ đồng, tức là tăng hơn 7 lần. Số tiền lãi của nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần 2,5 tỷ đồng. Khách hàng đã và đang vay tiền của nhóm này trong hơn một năm qua có đến hơn 900 người. Ngoài địa bàn Bình Phước, nhóm này còn hoạt động ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, nhóm này khai nhận tiền cho khách hàng vay nếu tính theo lãi ngày từ 7.000 đến 10.000 đồng một triệu đồng một ngày tức lãi 20 đến 30% một tháng, nếu vay trong 10 ngày sẽ tính lãi thành 11 ngày. Tuy nhiên, qua các tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được có nhiều giao dịch nhóm này cho vay tính lãi lên tới 15.000 đồng một triệu đồng một ngày. Công an thành phố Đồng Xoài đang kêu gọi những người dân nào đã rơi vào bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này liên hệ để được hướng dẫn và giúp đỡ. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn